Xin chào cả nhà, con tên là Nguyễn Hàng Bảo Trương. Con học trường Sài Gòn Academy. Con học lớp Kindy 5. Con 6 cơ tuổi. Cơ sở trường Quý Cát. Hôm nay con đã chuẩn bị sẵn sàng cho món cuộc thi bé vào bếp. Con giới thiệu món đi. Cái này là trứng, đây là xúc xích, đây là bất cải xanh, đây là dưa leo, còn đây là tương cà, đây là cà chua, còn đây là rau. Con định nấu món gì? Rau củ quả. Rồi. Vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisted. Keep on building lights. Con đang trang trí hả? Wow. Ở chân của mẹ là món ăn này đẹp quá. Gần xong chưa con? Con đã làm cái cần xong chưa? Con làm gì nữa không nào? Con trang trí thêm nữa hả? Con làm đi. Không, cái bông cải, con lấy cà chua, con trang trí thêm kìa. À, đúng rồi. Đều đẹp nha con. Nó bên này còn trống này con. Rồi, ok. Hiện rồi đây. Con đeo tác phẩm lên tay tác phẩm của mình đi con. Không, con quay ra như thế này nè. Đây nè. Đó. Wow, con có thấy vui không? Dạ vui. Con nói mình yêu thích
Bobby.